Bạn đang xem Người đưa tin TV. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản chấn chỉnh các tập đoàn, tổng công ty viễn thông di động Viettel, VNPT, Mobifone, Vietnam Mobile về tình trạng mua bán tràn lan SIM rác, tiêm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, ổn định, an toàn xã hội và các đối tượng sử dụng SIM thuê bao để phục vụ hành vi vi phạm pháp luật như đe dọa tống tiền, nhắn tin quấy rối, lừa đảo. Dù tình trạng mua bán SIM kích hoạt sẵn hay SIM rác đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn diễn ra. Hiện trên thị trường, SIM rác của các nhà mạng vẫn được bày bán công khai và người sử dụng có thể mua dễ dàng mà không cần đăng ký thông tin thuê bao như quy định. Một trong những nguyên nhân là chưa có sự thống nhất về tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, các hệ thống, biện pháp chặn lọc tin nhắn rác của nhà mạng chưa đồng đều, cũng như chưa có cơ chế phối hợp chặn lọc tin nhắn rác liên mạng. Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh yêu cầu phải giải quyết rứt điểm, triệt để, vấn đề sim giác trong 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể, khi phát hiện tình trạng sim giác được bán trên thị trường, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có công văn nhắc nhở Chủ tịch, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Viễn thông lần thứ nhất và tiếp tục nhắc nhở lần hai nếu tình trạng này tiếp tục bị phát hiện. Nếu nhắc nhở đến lần thứ ba thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý hành chính, kỷ luật theo quy định của pháp luật, đồng thời không xem xét tặng các danh hiệu đối với Chủ tịch, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Viễn thông. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.